Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho bác và anh em hệ thống dây rắc để các bác và em kết nối giữa đầu thu mic không dây với vang số hay là với âm ly hay là với bàn mixer. Thì thông thường các bác và anh em mua những bộ mic không dây hàng bãi hay là hàng mới thì các bác và anh em chỉ nhận được những sợi dây rẻ tiền như thế này. Thì khi mà các bác và em dùng những cái sợi dây kém chất lượng như thế này thì khi mà các bác và anh em dùng thì nó hay bị sôi, bị ù và gây loẹt xoẹt. Đôi khi các bác và anh em động chạm vào cái dây này các bác nhé. Đấy, thì lúc đầu các bác và em sử dụng sẽ không sao, lâu ngày sử dụng thì nó sẽ bị oxy hóa ở bên trong cái dây này và cái đầu rắc 6 ly nó sẽ bị oxy hóa và nó đường truyền tín hiệu không, âm thanh không tốt và tiếp xúc không tốt. Đấy, đôi khi các bác và anh em cắm vào, các bác và anh em phải hờ ra thì nó mới có tiếng. Thì đôi khi các bác và anh em chạm tay vào cái rắc này thì nó sẽ gây nổ ra loa rất mạnh có nhá. Đôi khi nếu mà những cái hệ thống loa chép của các bác và anh em nó còn gây cháy luôn các bác ạ. Nên là khi các bác và anh em đang sử dụng những đầu thu mic không dây với vang số, với âm ly, với bàn mixer thì các bác và anh em cần sử dụng là một đường mic hay là các bác em sử dụng hai đường mic thì ngày hôm nay em sẽ lên để giới thiệu cho bác và anh em những hệ thống dây rắc để các bác và anh em sử dụng theo nhu cầu, theo mục đích của các bác và anh em sử dụng có nhé. Đấy thì đây là cái sợi dây 6 ly mà các bác và anh em đang dùng nhiều nhất này. Đấy, khi mà các bác và anh em dùng thì nó hay bị xôi xì như này. Đôi khi chạm tay vào như này nó xoẹt xoẹt ra loa rất mạnh các bác nhé. Đấy, rất khó chịu luôn. Đấy, đây là cái rắc mà các bác và anh em thường vẫn đang dùng ở trên bộ dàn karaoke của bác và anh em. Và nếu mà các bác và anh em dùng dây như thế này thì nó sẽ lòi ra ngoài rất nhiều đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác và anh em những cái mẫu dây rắc để các bác và anh em sử dụng các bác nhé. Đấy thì dùng dây rắc này thì nó ra chất âm vẫn bình thường nhưng mà về cái tạp âm của nó sẽ hơi nhiều. Đấy. Lý 6 1 2 4 5 6 7 7 8. Nhiều khi các bác và anh em dùng mic không dây thì các bác và anh em lại không biết là do dây, đồng ra các bác và anh em lại phải thay thế cái nọ cái kia. Nhưng mà cái nguyên nhân chính đa phần là cái dây mic này nó làm sôi dàn âm thanh của các bác và anh em có nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu cái loại rắc đầu tiên và là cái rắc thông dụng nhất mà các bác và anh em các bác và anh em hay chơi và sử dụng này. Đấy, đây là cái rắc 6 ly hàng rẻ tiền các bác nhé. Cái này thì các bác và anh em nếu mà mua mới ở ngoài thì của nó cũng tầm 40-50 hay 60 tùy các bác và anh em mua cái loại dây này các bác nhé. Và đây là cái loại dây mà bên em đang gia công cho bác và anh em. Đấy, dây này là dây 6 ly, ra 6 ly, một đầu cong và một đầu thẳng các bác nhé. Thì đầu cong này thì các bác và anh em có thể là cắm ở đường trước những dòng vang mà nó hỗ trợ nguyên cọc mic trước để cắm nó sẽ gọn gàng hơn các bác nhé. Còn đầu thẳng này thì các bác và em sẽ cắm đường sau đầu thu hay là các bác và em có thể là cắm đường sau các lỗ mic đường sau của những chiếc vang có hỗ trợ cổng mic sau có nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ cắm vào một đầu vào lỗ mic của đầu thu và đầu còn lại thì em sẽ cắm vào lỗ mic của chiếc vang số X12 này các bác này. Đấy, khi cắm cái sợi dây này vào thì các bác và em không phải lo nghĩ điều gì về độ sôi cả đúng không ạ? Đấy các bác nhá. Đấy, thì âm thanh của cái sợi dây này nó ra rất chuẩn cho bác và anh em. 1 2 4 5 6 7 lên. Em ơi lâu đài từng nhái đó chắc không có trên trường xa. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chớp đôi cánh nhung tiền thần. Đấy, âm thanh của nó ra riêng thay nguyên một cái rắc 6 ly thì không thôi đã âm thanh đã ra rất chuẩn rồi các bác ạ. Và cái dây này thì các bác và anh em có thể là loay rất thoải mái như này đúng không ạ? Cũng không có độ sôi, độ xỉ, độ lẹt xẹt ra loa. Các bác và anh em thấy không? Thay nguyên cuối rắc 6 ly hai đầu này thôi đã. Các bác và anh em nhìn này. Đấy, nó chuẩn đúng không ạ? Như thế này, nếu mà bình thường những cái dây loại mà rẻ tiền như này các bác nhá, mà các bác và anh em loay như này, đấy nó nổ ra loa bùm bùm luôn các bác ạ. Nhưng mà riêng cái dây xịn này của em các bác này. Đấy, các bác và anh em xem dây nó không hề hấn một tí nào khi mà các bác và anh em có thể là lay lắc rung chuyển các bác ạ. Ok không ạ? Đấy là riêng cái rắc 6 ly của các bác nhá. Thì cái loại rắc này thì bên em bán cho bác và anh em là 100.000. 100.000 một sợi như thế này. Đấy, 100.000 một sợi như này các bác nhá. Đấy, không bao ship. Nếu mà các bác và anh em mua hai sản phẩm đổ lên thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Đấy, chẳng hạn các bác và em có thể mua kèm theo một cặp dây rắc Canon được cái hay là dây rắc 6 ly hay là dây súp như thế nào em sẽ bao ship cho bác và anh em cái sợi dây hai đầu 6 ly xịn như này các bác này. Dây phải nói là cực kỳ xịn sò luôn cho bác và anh em từ những cái đầu rắc các bác nhá. Đấy,
những cái mối hàn của nó. Dây này là dây 4 lõi các bác nhá, tức là 3 tim 1 mát các bác ạ. Em làm rất cẩn thận. Đấy là cái dây này thì các bác và anh em dùng nhiều nhất trong các phân khúc đầu thu mic không dây, đó là dây 6 ly ra 6 ly. Đấy. Và dây thứ hai mà các bác và anh em dùng cũng nhiều là dây Canon ra đầu 6 ly quặp như thế này các bác nhá. Thì cái loại dây Canon ra đầu 6 ly quặp như thế này thì các bác và anh em có thể là chơi được hai đường mic riêng biệt, đúng không ạ? Hai đường mic riêng biệt. Nếu các bác và anh em dùng những dòng vang số X12 hay là những dòng vang có hai đường mic riêng biệt, hay các bác và anh em có thể là dùng những cái dòng vang chung đường mic, nhưng mà các bác và anh em tách hai mic ra để giảm thiểu độ xui xì và nó sẽ trong tiếng hơn các bác nhá, và giảm thiểu độ rú rít cho bác và anh em, thì các bác nên sẽ sử dụng hai đường mic riêng biệt này cho em này, hai rắc riêng biệt để các bác và anh em sẽ cắm vào hai đường sau đầu thu, nó sẽ có hai đường Canon như này, các bác và anh em cắm vào. Đấy, khi mà các bác và anh em cắm cái loại dây rắc Canon hai đường mic riêng biệt này, dây xịn của bên em, thì nó chắc chắn vô cùng luôn các bác ạ. Không bao giờ phải lo nghĩ cái chuyện gì về độ xôi xỉ, độ lẹt xoẹt các bác nhá. Và các bác và anh em sẽ cắm vào mic 1 cho mic số 1 và mic số 3, thì trên vang X12 này nó sẽ chơi hai đường mic riêng biệt cho các bác và anh em, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà các bác và anh em muốn lợi thế cho hai đường mic riêng biệt thì các bác và anh em phải chơi sợi Canon ra đầu 6 ly quặp như này cho em các nhá, để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt. Khi chơi hai đường mic riêng biệt như thế này thì tiếng mic của nó sẽ nhỏ hơn so đường 6 ly một tí các bác nhá, thì các bác và anh em có thể là tăng thêm những cái chiết áp của tín hiệu đầu vào giữa mic 1, mic 2, mic 3. Đấy, để các bác và anh em nâng tí tiếng mic lên. Tiếng mic của nó sẽ cực kỳ trầm ấm và hầu hết là không có độ xôi xì khi sử dụng cái dây rắc Canon ra đầu 6 ly này các bác nhá. Một em 4, 5, 6, 7 lên. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Đấy, tiếng mic của nó phải nói là cực kỳ trong trẻo và chất lượng khi mà sử dụng hai đường mic riêng biệt. Và hai đường mic riêng biệt này thì các bác và anh em có thể là sử dụng với âm ly. Thì thông thường bây giờ các bác và anh em vẫn hát nhiều những dòng âm ly Jaguar hay là một số dòng âm ly Hàn Quốc á, thì nó sẽ có mic 1, mic 2. Đấy, hay là mic 3, mic 4. Thì khi các bác và anh em dùng hai đường mic riêng biệt này thì chẳng hạn mic số 1 các bác và anh em sẽ cắm một rắc Canon ra đầu 6 ly vào mic số 1. Và mic số 2 các bác và anh em cắm một rắc Canon ra đầu 6 ly vào mic số 2 để các bác và anh em điều chỉnh được ê cho, điều chỉnh được mát, được chung, được chép cho từng mic 1, đúng không ạ? Đấy, thì cái lợi thế để chơi hai đường mic riêng biệt với âm ly ấy, thì cực kỳ hay các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em biết chơi ấy, thì lắp hai đường mic riêng biệt vào âm ly cực kỳ hay để các bác và anh em điều chỉnh được riêng biệt cho từng vế mic. Đấy, chứ không phải là khi các bác và anh em dùng một sợi 6 ly cắm vào một đường của âm ly thì đôi khi là một mic to, một mic nhỏ, đúng không ạ? Một mic thì lại nhiều bát, một mic nhiều chép, thì đôi khi bây giờ các bác và anh em sẽ tách ra cho em. Các bác và anh em sẽ lấy mỗi tay mic hay là mỗi vế mic một ăn vào một đường mic của âm ly, thì các bác và anh em điều chỉnh rất hay, giảm thiểu rú rít cho bác và anh em rất nhiều khi mà sử dụng cái rắc Canon ra 6 ly như thế này các bác nhá. Thì Canon ra 6 ly thì bên em sẽ có loại cong và loại thẳng. Thì nếu mà các bác và anh em dùng loại thẳng thì các bác và em sử dụng một cái loại dây Canon ra đầu 6 ly thẳng như thế này. Đấy, để các bác và anh em cắm lỗ mic đường sau các bác nhá, lỗ mic đường sau thì các bác và em dùng thẳng, còn nếu mà lỗ mic đường trước thì các bác và em dùng cong cho em để các bác và em cắm nó gọn gàng hơn, nó tiện lợi hơn. Đấy, thì cái loại dây rắc mic như thế này thì bên em bán là 150.000 một cặp, không bao ship các bác nhá. 150.000 một cặp không bao ship. Nếu mà các bác và anh em mua từ hai sản phẩm đổ lên thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Chẳng hạn các bác và anh em lấy một cặp Canon ra 6 ly quặp như thế này, giá là 150.000, không bao ship các bác nhá. Rồi các bác và anh em có thể là thay thế mua thêm cho em. Đấy, dây Canon đực cái để các bác và anh em kết nối từ vang xuống đẩy, hay là Canon ra 6 ly để kết nối từ vang xuống âm ly, hay là dây súp điện thôi nhé, dây súp điện, tức là dây
Canon cái ra hai đầu bông sen để đánh xúc điện từ vang ra này các bác này. Hay là bất kỳ loại dây rắc nào thì em sẽ gia công cho bác và anh em để các bác và em có những cái loại dây rắc chất lượng nhất, chuẩn nhất để các bác và em dùng cho em các bác nhé. Đấy thì cái video này em mong rằng các bác và anh em đang còn sử dụng những cái loại dây kém chất lượng như thế này, hay là những cái loại dây kém chất lượng như thế này. Đấy. Thì các bác và anh em nên thay thế để có tín hiệu âm thanh chuẩn nhất, hay nhất để các bác em dùng cho em có nhé. Dây rắc nó quan trọng lắm các bác ạ. Dây rắc nó rất quan trọng các bác nhé. Đấy thì để em sẽ làm cho bác và anh em với chi phí rất vừa phải để các bác và anh em sở hữu những cái sợi dây rắc chất lượng để các bác và em dùng. Đấy, ví dụ như nếu mà các bác và anh em dùng cái sợi dây 3.5 ra hai đầu bông sen như thế này, thì các bác và anh em sẽ dùng thời gian rất ngắn là nó bị xôi xì và bị mất vế, là cái dây này nó gây ra các bác nhé. Dây này gây ra các bác nhé. Và nếu mà để các bác và anh em dùng cái loại dây mà bên em đang làm 3.5 ra hai đầu bông sen này, dây bãi nhật và đầu dây rắc xịn, thì các bác và em có thể là dùng đến hết đời âm thanh của các bác và anh em luôn, không phải thay cái dây này các bác nhé, không phải thay dây này. Đấy, toàn bộ là dây xịn sò luôn cho bác và anh em. Đấy thì bác nào mà quan tâm đến dây kết nối mic không dây với vang số âm ly bản mixer, hay là bất kỳ loại dây rắc như thế nào, thì em sẽ làm theo yêu cầu cho bác và anh em để các bác và em có loại dây rắc nhất, tốt nhất để các bác và em dùng. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em nha.